Kính thưa quý vị, Hoàng gia Anh cảnh báo những tai sang tin về việc quấy rầy hoàng tử George, tin từ London, Anh Quốc. Gia đình Hoàng gia Anh đã chỉ trích các nhiếp ảnh gia ngày thứ Sáu 14 tháng 8 đã cố săn đuổi để chụp ảnh cháu cố của nữ hoàng Anh, hoàng tử George mới lên 2 tuổi. Các nhiếp ảnh gia đã theo sát George và người hầu của cậu bé tại khắp các công viên ở London, đuổi theo xe chở họ và rời khỏi nhà. Cảnh sát còn phát giác một người núp trong một chiếc xe màu đen đậu phía ngoài khu vực vui chơi của trẻ em mà hoàng tử George thường hay đến. Điện Kensington vừa ra một thông báo công tước và công nương Cambridge với lời lẽ gay gắt cho rằng các vụ săn đuổi của các nhiếp ảnh gia quấy rầy hoàng tử George cũng như thủ thuật mà họ sử dụng ngày càng làm gia tăng sự nguy hiểm đối với cậu bé. Hoàng tử William, nhân vật thứ hai kế vị ngai vàng và phu nhân là Kate đã tỏ ra bối rối và khó chịu vì phẫu thuật của các nhiếp ảnh gia săn ảnh và cho rằng họ muốn trẻ con của họ chơi đùa ở nơi công cộng mà không bị chụp hình. Luật sư của ngành truyền thông Duncan Lamont nói rằng đây là một đòn tấn công mạnh của hoàng gia Anh và chỉ trích các nhiếp ảnh gia ngoại quốc từ các quốc gia có luật lệ khác đã vi phạm đời sống riêng tư của hoàng tử George. Việc quấy rối của các tay săn ảnh có vẻ như là vấn đề thật sự làm William xúc động. Người ta vẫn chưa quên cái chết của mẹ của hoàng tử William là công nương Diana cùng với người yêu là Dodi Al-Fayed tại Paris hồi năm 1997. Chiếc xe chở cả hai đã tông vào bức vách của đường hầm khi đang cố chạy thoát khỏi người săn ảnh.